trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Number one active chân muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bền bỉ. Number one active chân muối, bù nước, bù khoáng, bền bỉ đến cùng. Không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đang đến với số phát sóng đầu tiên trong năm 2017 của chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Những hoạt động vui tươi và đặc sắc đón năm mới 2017. Phẫu thuật lấy chiếc banh nằm trong bụng bệnh nhân 18 năm. Ý kiến của cựu tử tù Hàn Đức Long và các luật sư về giải pháp ngăn ngừa những án tử oan sai. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những hình ảnh về các hoạt động chào mừng năm mới 2017 vui tươi, đặc sắc và tưng bừng ở một số tỉnh thành. Tối 31 tháng 12, hàng vạn người dân thủ đô và du khách đã đổ về các khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm để đắm chìm trong lễ hội đếm ngược chào năm mới 2017 tại quảng trường Cách mạng tháng 8, chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới 2017 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình chào năm mới tự hào Việt Nam kết nối toàn cầu tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Đây được xem là những bữa tiệc nghệ thuật chào đón năm mới 2017 đầy ấn tượng và ý nghĩa. Những người có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm tối hôm qua thuộc nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều đất nước khác nhau, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Mọi người đã cùng nhau chào đón năm mới trong sự vui tươi, hào hứng, cùng âm nhạc và mong rằng khởi đầu một năm mới đầy thành công và hạnh phúc. Tối 31 tháng 12, hàng ngàn người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón xem màn trình diễn chiếu sáng nghệ thuật 3D. Ngay từ 7 giờ tối, nhiều người đã có mặt tại đây cùng trò chuyện, chụp ảnh hoặc đơn giản là chọn cho mình vị trí tốt để đón xem màn trình diễn. Đến 20 giờ 30 phút, những tia sáng đầu tiên được chiếu lên bức tường của Ủy ban thành phố với màu sắc được phối trộn công phu tạo nên những bức tranh 3D đẹp kỳ lạ đã làm dòng người tại đây phải say lòng. Ai cũng mang trong mình tâm trạng phấn khởi, tràn đầy hy vọng về một năm mới đầy hạnh phúc. Đêm 31 tháng 12, hàng ngàn người dân cao nguyên Buôn Ma Thuột Đắk Lắk háo hức ra đường chào đón năm mới trong tiết trời se lạnh. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, mừng xuân mừng đất nước đổi mới, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Quảng trường 10 tháng 3 và các tuyến đường lớn Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Hai Bà Trưng thành phố Buôn Ma Thuột được trang hoàng lộng lẫy để chào đón năm mới vui tươi ấm áp. Cùng với những điểm vui chơi, các nhà hàng khách sạn lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhiều hàng quán trang trí đèn sáng rực và tổ chức nhiều chương trình độc đáo để chào đón năm mới 2017. Trưa 31 tháng 12, tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật đầy khó khăn để đưa chiếc banh hy hữu được cho là bị bỏ quên từ 18 năm trước trong ổ bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật, quê ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cùng hai bác sĩ giỏi của bệnh viện này đã tiến hành thăm khám, chẩn đoán tình trạng chiếc banh trong bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật. Theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế nên việc chi trả viện phí sẽ không nhiều. Trước đó, tháng 6 năm 1998, ông Ma Văn Nhật, sinh năm 1962, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Tại đây, ông được các bác sĩ tiến hành mổ. Sau khi mổ về, ông Nhật vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường. Thời gian gần đây, ông cảm thấy đau bụng âm ỉ, gia đình tưởng ông bị đau dạ dày nên mua thuốc về uống nhưng không thấy hiệu quả. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện trong bụng bệnh nhân có một chiếc kéo dài 15 cm. Dị vật này là một chiếc banh chuyên dùng để mổ của ngành y. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh thế mạnh về phát triển du lịch thì nông nghiệp cũng được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng. Tuy nhiên, nông nghiệp địa phương cũng còn nhiều hạn chế và gặp nhiều thách thức, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Để phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, đạt được những thành tựu ở một tầm cao mới, đòi hỏi Lâm Đồng cần phải tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách toàn diện. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp Lâm Đồng đạt gần 20.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 145 triệu đồng một hecta một năm, vượt 20% so với mục tiêu đề ra. Nghề cao mang lại là thứ nhất là cái giá trị trên mét vuông nó cao, cao chỗ năng suất cao, chất lượng tốt,
chất lượng tốt thì bán được cái giá tốt hơn. Dù đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao nhưng tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, nhiều công trình thủy lợi xuống cấp, giao thông nội đồng vẫn chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng, chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh còn thấp, chưa phát triển được nhiều chuỗi sản xuất an toàn. Ở đây nếu làm ly ghim thì không có ai vô thu hoạch đây. Làm mỗi cà phê với lại lúa xong chăn nuôi thôi. Các cái giống phục vụ cho xuất khẩu chúng ta đang lệ thuộc hoàn toàn vào các cái nguồn giống nước ngoài. Do vậy cái chi phí cả bản quyền cũng rất là cao và người dân sản xuất cũng rất là khó tiếp cận. Thực trạng khác đáng cảnh báo đó là tại Lâm Đồng, tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác quá mức, đất đai bị bạc màu do sử dụng hóa chất nhiều trong sản xuất, rác thải nguy hại đang khiến môi trường ngày càng thêm ô nhiễm, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Trong năm 2016, thiệt hại do thiên tai tại Lâm Đồng ước tính trên 240 tỷ đồng. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết về công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, những mục tiêu cụ thể và những hành động thiết thực đang là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo nên những bước đột phá mới ở một tầm cao mới của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Một trong những sản phẩm độc và lạ phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được rất nhiều người ưa chuộng và đang trong tình trạng cháy hàng, đó là khóm son. Khóm son có màu đỏ bắt mắt và mang ý nghĩa sung túc, sum vầy nên được rất nhiều người dân chọn để trưng trong dịp Tết. Do là loại cây kiểng khó trồng, khó nhân giống và chăm sóc nên khóm son có giá rất cao. Hiện tại nhiều nhà vườn ở Đồng Tháp cung ứng cho thương lái với giá 75.000 đồng một chậu. Trong khi đó, khóm son được bán ra thị trường với giá từ 120 đến 150.000 đồng một chậu. Mỗi chậu chỉ có một trái khóm to, đẹp, trọng lượng khoảng 1 đến 1,2 kg một trái. Dù giá cao ngất ngưỡng nhưng khóm son hiện nay đang trong tình trạng cháy hàng, hứa hẹn sẽ là sản phẩm được săn đón trong dịp Tết năm nay. Theo nhiều nông dân cho biết, khoảng tháng 3 âm lịch là thời gian bắt đầu xuống giống khóm son và đến tháng 8, tháng 9 âm lịch sẽ tiến hành bón phân, xử lý cho khóm ra hoa bằng khí đá, để khóm có thể được trưng trong thời gian dài và không mất màu. Tiếp theo chương trình là những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cường, 46 tuổi, khi đang có hành vi dùng kim tiêm xinh đẻo tại các trạm xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tối ngày 31 tháng 12 năm 2016, Cường đạp xe đến trạm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần bệnh viện Từ Dũ, quận 1, thì bắt gặp anh T, 21 tuổi, đang ngồi chờ xe buýt. Cường tiến đến, tự nhận mình bị HIV và mới đi tù về, có rất nhiều đàn em, đồng thời rút kim tiêm ra đe dọa anh T lấy 20.000 đồng. Sau khi anh T rút tiền ra đưa cho Cường, thì lực lượng chức năng ập đến và bắt giữ Cường. Được biết, Cường là con nghiện lâu năm, y từng có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến tội trộm cắp và chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Cường đã lọt vào tầm mắt của các chiến sĩ cảnh sát từ lâu, lực lượng chức năng đã tổ chức theo dõi hành động của y. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị về thực hiện công tác quản lý sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Theo chỉ thị này, công an thành phố được yêu cầu nghiên cứu đề xuất quy định về bổ sung một số hình thức chế tài xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép như cẩu xe, khóa bánh xe, tháo biển kiểm soát. Bên cạnh việc xử phạt qua hình ảnh hoặc thông qua công tác đăng kiểm, các giải pháp này phải được trình Ủy ban nhân dân thành phố ngay trong quý 1 năm 2017. Sở Giao thông Vận tải cũng được giao nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết hợp xác định cụ thể danh mục các tuyến đường, đoạn đường, khu vực có thu phí và mức thu phí phù hợp. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây có những vụ án tử hình oan sai gây bức xúc trong dư luận. Mới đây nhất là trường hợp tử tù Hàn Đức Long ở Bắc Giang. Ông Hàn Đức Long từng 4 lần bị tuyên án tử hình và ngồi tù hơn 11 năm trước khi được thả tự do. Câu chuyện về hành trình được minh oan của tử tù Hàn Đức Long đang thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày vừa qua. Và làm thế nào để không oan sai cho tử tù đang là một câu hỏi lớn được nhiều người quan tâm. Gần một tuần sau khi được trả tự do, ông Hàn Đức Long, người từng bị 4 lần tuyên án tử hình về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em, và các luật sư tham gia bào chữa minh oan cho mình mới có dịp gặp mặt nhau. Không đi sâu vào vụ án, nhưng nguyên nhân chủ quan khiến oan sai được ông Long chỉ rõ và đề nghị phải đẩy mạnh cải cách tư pháp hơn nữa để người dân nắm và vận hành pháp luật như quyền được bảo vệ của mình. Tôi trong tù 11 năm 2 tháng 2 ngày, va chạm nhiều lắm, hỏi về pháp luật là khác, người ta có biết đâu, chả ai biết cái gì cả. Không ai không biết, tất cả không biết là không phải, nhưng mà quá nhiều người thiếu hiểu biết rồi pháp luật. Tham gia ở nhiều giai đoạn khác nhau của vụ án, các luật sư bào chữa cho rằng có một điều trùng hợp là điều tra viên thụ lý vụ án Hàn Đức Long và Nguyễn Thanh Chấn là một,
Do vậy, cần nhiều giải pháp để hạn chế oan sai cho tử tù và các phạm nhân có án nghiêm trọng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến hạn chế việc lạm quyền, chú trọng đến việc kêu oan của người dân. Khi mà đã có cái văn bản mà người ta kêu cứu lên, thì cũng phải xem xét một cách thận trọng, tránh cái chuyện mà oan sai. Nên có cái cho luật sư vào ngay từ đầu, và người ta giám sát được cái quá trình đấy. Có một cái bộ phận trong những cái người mà họ lạm quyền, áp đặt một loạt những các cái ý chí đấy, như trong cái vụ án Nguyễn Thanh Trấn và Hàn Đức Long. Theo các luật sư, mỗi vụ án oan sai được phát hiện và xử lý không phải là kể công khoe khoang, mà quan trọng là tìm ra những giải pháp để không còn những người từng bị nhiều lần tuyên án tử hình, ở tù hàng chục năm trời, vì hành trình kêu oan không chỉ mình họ mà còn có cả gia đình, người thân và hơn cả là niềm tin vào công lý không còn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Nhân dịp năm mới 2017, chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị khán giả có một năm mới hạnh phúc và thành công. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Cho sang năm trẻ đẹp lòng, món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Cần Thơ nối thành công cẳng chân gãy nát gần lìa, vỡ nội tạng trong ổ bụng. Hà Nội độc đáo cây bưởi cảnh 200 quả. Hà Nội làng nghề vào vụ Tết gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.